Em chào thầy, thưa anh, tâm linh có gì liên quan với số tử vi số mệnh không ạ? Tôi trả lời, bản chất là họ dựa vào ngày sinh tháng đẻ để xem tử vi. Ngày sinh tháng đẻ để xem tử vi. Và bản chất trong cái ngày sinh tháng đẻ đấy nó liên quan đến mệnh đấy, tức là liên quan đến cái như tôi nói phong thủy đấy, nó liên quan đến tứ đại bao gồm đất, nước, gió và lửa đấy. Để căn cứ vào đấy họ dựa để xem thôi. Chứ còn nếu mà chuẩn là người ta phải dựa vào phúc cái tưởng thức của mình, tức là cái iCloud của mình trong vô lượng kiếp chứ. Nhưng chẳng qua cái iCloud của mình trong vô lượng kiếp như vậy thì cho nên nó sinh vào cái thân thể nó vào cái mệnh của cái thời khắc giao thoa trời đất, nó là như vậy thôi. Chứ còn về mặt bản chất là cái tử vi nó cũng không có đúng. Để khẳng định luôn, nó cũng không có đúng. Mà nó chỉ là gì? Tương đối về mặt mệnh thôi. Thế thành ra là nó không đúng chính xác. Và tôi vẫn nói là đức năng thắng số, chứ không phải là cái tử vi. Thì cái tử vi nó chỉ đúng ở cái thời điểm đấy thôi. Nhưng mà nếu như trong quá trình sống của bạn, bạn nỗ lực tu tập và bạn làm được nhiều việc thiện, bỏ tham sân si đi, tức là sống tốt với mọi người đi, thì tôi nghĩ là số má nó thay đổi được hết, chứ không phải là cái tử vi nó quyết định. Cho nên cũng đừng có tin. Tôi không có tin cái gì cả. Tôi chỉ tin là mỗi một ngày mình làm một việc tốt thì đời mình nó nở hoa. Còn cứ mỗi một ngày mà chẳng làm ra cái gì thì chả có hoa nào nó nở hết. Tôi thì quan điểm nó rất đơn giản như vậy thôi. Mỗi một ngày tốt thì sẽ có một tuần tốt, một tháng tốt, và sẽ có một đời tốt. Thế thôi. Và muốn tốt được thì chỉ có làm việc thôi, chứ không có ai độ cho mình cả đâu. Và nên nhớ cái tầng bậc mà cái người mà bạn có thấy có bao giờ những người thành công và giàu có mà họ thông minh khôn ngoan tự nhiên họ mang tiền họ cho bạn không? Chắc bao giờ có. Chỉ có mấy cái thằng bạn nghiện với bạn rượu thì nó cho mấy đồng, xong cho mấy đồng hôm sau nó lại cấu của bạn thôi. Nó cứ lòng ngoằng mấy thằng nghèo với nhau vậy thôi. Cho nên những cái người họ đẳng cấp hẳn, họ cũng lòng ngoằng kiểu đấy. Cho nên bạn mới nhìn thấy để bạn hiểu là gì. Đừng mong chờ ai cho bạn cái gì cả. Mà tốt nhất là gì? Tự mình làm cho mình, cũng đừng tin cái tử vi đấy. Số má là do mình thay đổi mà. Ông đang đi xe gì, ông đi số 3 mà không may ông ngủ ấn phát ngược về thì nó phải số chậm lại chứ, cái xe nó giật lại, nó lùi lại chứ. Nhưng mà ông nào mà gì thông minh thì ấn số trước. Cho nên là chỉ có lao động. Đời là bể khổ, càng khổ càng có cơ hội được sửa ngu. Mà nguyên tắc sửa ngu là có phần mềm tốt. Có phần mềm tốt thì update cái tưởng thức, như vậy số của bạn lại tốt. Cho nên là gì? Lao động, làm việc, tạo ra số. Chơi bời, tiêu pha, hại người thì là gì? Cài số lùi. Đấy, tôi cũng nhắc vậy, cho nên đừng có số má gì cả. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn lại Văn Hiếu. Vâng, cảm ơn Thắng Chelsea. Trang Thu, em chào thầy ạ. Nếu khẩu nghiệp kiếp này thì kiếp sau mình có nhân quả gì liên quan đến khẩu nghiệp không ạ? Thì chửi đứa nào thì nó đến nó đòi nợ thôi. Bạn thấy khẩu nghiệp ngay mà. Bạn ra đường bạn chỉ cần lấy nước bọt bạn bôi vào mặt thằng khác xem thôi là có thấy nghiệp ngay mà. Thứ hai, bạn thở ra câu nào bạn chửi nó câu đấy đi, xem nghiệp ngay mà. Thì bản chất thế này, cái khẩu nghiệp thì Đức Phật đưa ra mấy thứ. Một là nói móc, thứ hai là nói hai chiều. Thế nào gọi là nói móc, nói mỉa đấy. Đặc biệt là dân Bắc Kỳ là nói móc nói mỉa kinh lắm. Ví dụ là nó ngu quá thì bạn công nhận chú thông minh thật đấy, gọi là nói móc nói mỉa. Cái thứ hai nữa là nói đôi chiều, tức là kích cho thằng A và thằng B. Thằng B nó vừa nói xấu mày thì kích cho thằng B, và thằng A nó vừa nói xấu mày, xong hai thằng nó nhảy và nó táng nhau thì gọi là kích bác để cho nó chửi nhau đấy. Thì cái đấy gọi là nói gì, nói đôi chiều. Cái thứ ba nữa là nói gì, nói quá, tức là có ít xít ra nhiều thì cái đấy gọi là nói quá. Cái thứ tư nữa là gì, nói dối, tức là nó gọi là nói không có thành có đấy. Thì là nói dối. Như vậy bốn cái đấy nó tạo ra cái khẩu nghiệp. Nhưng bản chất cái này thì bảo là Đức Phật nói, nhưng mà tôi thì tôi cũng không có tin vì tôi không chấp vào cái chuyện đó. Nhưng cái mà thứ tôi quan tâm lớn nhất là nói cái gì thì nói, đừng làm tổn thương người ta. Ví dụ nói dối cũng được. Ví dụ như là nó bị tai nạn, nó chết rồi thì bố nó bị bệnh tim chẳng hạn. Về đừng nó mới nói là bác người cháu nó, con trai bác nó đột tử nó chết rồi, thế nên ông cũng chết luôn. Thì như vậy là làm tổn thương thì còn gì nữa. Thì tôi chỉ quan điểm là nói gì thì nói, nhưng đừng làm tổn thương người đối diện. Ví dụ như là chửi Bút Tiên Sư nhà mày,
nhưng hai thằng bạn đang nhậu với nhau và đang vui thì nó lại cảm thấy là gì, rất vui, như vậy là không có tổn thương, đúng không? Nhưng mà nếu mà đang là trong cuộc họp mà chửi bố tiên sư nhà mày thì ăn đòn, cho nên làm tổn thương rồi. Thế thành ra là nói gì thì nói, đừng làm tổn thương người khác. Thì đấy là cách nói tuyệt vời nhất, nó không tạo ra khẩu nghiệp. Và tất nhiên bạn tạo ra khẩu nghiệp, bạn làm tổn thương nó thì đương nhiên nó làm tổn thương bạn thôi, chứ có gì đâu. Thì thành ra đấy là nghiệp bạn nhận luôn, chứ cần gì phải kiếp sau. Thế còn kiếp sau bạn chửi nhiều thằng quá mà chẳng qua bạn làm quan, bạn chửi nó phải chịu thôi. Thì kiếp này nó chưa thù trả thù được thì kiếp sau nó đến nó trả thù, chứ còn gì nữa. Rồi, chào Phùng Nguyễn Duy. Rồi, rồi bạn Minh Lê có đặt câu hỏi là thầy có tin vào vận mệnh tướng số hay không ạ? Quả thực là trước đây thì tôi có, khi mà tôi chưa tìm hiểu sâu như thế này thì tôi có tin vào vận mệnh tướng số. Nhưng mà quả thực đến thời điểm này thì tôi không có tin. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hai cái góc nhìn nó khác nhau. Tức là cái góc nhìn của bạn bây giờ, bạn cho rằng vận mệnh của bạn tốt và tướng số của bạn tốt là bạn kiếm được nhiều tiền. Góc nhìn của bạn là như vậy. Còn thực ra theo góc nhìn của tôi bây giờ là vận mệnh của tôi tốt, là cái việc đầu tiên là tôi không phải đi xin ăn cái đã. Tức là tôi không phải sống nhờ vào ai bằng tiền bạc về mặt vật chất, tức là đủ ăn. Nhưng mà đặc biệt là tôi tạo ra cái phần mềm tốt, tức là trí tuệ của tôi nó thông thái hơn, và tôi cho rằng đấy là vận mệnh tôi. Tức là hai cái góc nhìn vận mệnh nhé. Có thể là bạn không thông minh, bạn lừa bịp nhiều người, bạn tạo ra nhiều nghiệp, nhưng bạn có nhiều tiền và bạn bảo đấy là vận mệnh bạn tốt. Tôi cho rằng đấy không phải là tốt. Theo góc nhìn á, thế nào gọi là vận mệnh tốt? Thế thành ra là tôi không tin và cái chuyện có vận mệnh. Vì trước đây tôi tin vận mệnh là vì tôi nghĩ là gì, lúc nào kiếm được nhiều tiền là vận mệnh tốt. Còn bây giờ sau một vài lần phá sản thì bây giờ tôi nhận ra một điều là gì, lúc nào mình học được nhiều kiến thức thì lúc đấy mới là tốt. Với bạn mới nhìn thấy trong cuộc đời này nha, đứng về mặt sắc thọ tưởng hành thức trong cuộc đời này, về ngũ uẩn đấy, đối với đạo Phật, có phải sắc là thân xác không? Bạn có giữ được thân xác này hết đời không? Giữ làm sao được, chả bao giờ bạn giữ được, rồi nó cũng sẽ chết mà. Thọ tức là cảm xúc, bạn ghét ai, bạn yêu ai, bạn thích ai, nó có còn trong bạn mãi không? Rồi nó cũng sẽ thay đổi mà. Hành là bạn hoạt động cái gì, bạn có nhớ được mãi không? Bây giờ bạn nhớ lúc 1 tuổi bạn hoạt động thế nào không? Chả cái gì nhớ được. Thức cũng vậy, ngày xưa bạn học bạn nhớ bao nhiêu công thức, nhưng bây giờ bạn nhớ được cái gì? Thế thì tất cả những thứ đó nó rời bạn nó đi, và cái thứ duy nhất còn lại trong bạn đó là tưởng thức, tức là cái phần mềm đấy của bạn, nó tạo ra một cái giá trị mà trong vô hạn. Giả sử kiếp sau bạn có làm người thì bạn cũng làm người gì tốt hơn, trong một cái hoàn cảnh tốt hơn. Nếu bạn không có làm người thì bạn cũng lên tầng bậc cao hơn. Cái tưởng thức của bạn đến nó trôi trên cái tầng bậc cao hơn, bạn không còn trong sinh tử luân hồi nữa, nhưng bạn vẫn tiếp nhận được thông tin và bạn an vui trong cái tưởng thức đó, nó rất là tuyệt vời. Tất nhiên tôi chưa từng được cái đó, nhưng mà tôi tin là sẽ rất là tuyệt vời, vì nó không còn thân xác nữa, cho nên nó không còn đau. Bởi vì trong cái ngũ âm xí thạnh khổ của mình thì nó liên quan đến cái việc mà ngửi thấy mùi thối thì khổ, nếm thấy cay đắng thì khổ, nhìn thấy gái xấu thì khổ, nghe những điều mà người ta chửi bới nói xấu mình thì khổ. Thì bây giờ trong cái tưởng thức nó không còn những cái câu chuyện đấy, nó đỡ khổ hơn nhiều. Có 8 nỗi khổ mà của đời sống của con người chúng ta, trong đó là cầu bất đắc khổ, quán tánh nỗi khổ, ái biệt ly khổ và ngũ âm xí thạnh khổ. Còn tất nhiên là sinh lão bệnh tử, sinh già bệnh chết, thì sau đấy mình không có thân xác làm gì còn sinh già bệnh chết nữa đâu mà khổ. Thế thành ra là nó an vui đó, nó an lạc. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn như vậy. Thế thì cái vận mệnh của con người nó tốt hay xấu, nó do cái góc nhìn. Coi tiền là số 1 thì bạn bảo là nhiều tiền thì bạn bảo vận mệnh tốt thôi.